Chào tất cả các bác đã đến kênh YouTube của Thành Được. À, hôm nay Thành Được sẽ chia sẻ cho mọi người về một cái lỗi mà với cái quạt à, hơi nước hoặc là các, các các cái máy bơm sử dụng trong bể cá chúng ta thường hay gặp phải một cái lỗi rất là phổ biến, là cả cái máy bơm không hoạt động. Thì nó có rất nhiều nguyên nhân. Sử dụng trong thời gian dài nó có thể bị cháy. Ấy và có những cái nguyên nhân mà chúng ta có thể tự khắc phục được Mà đa phần những, cái nguyên nhân này thì chúng ta để xử lý tại nhà để không cần phải mua máy mới còn nếu mà cái máy bơm mà bị cháy ấy, thì bắt buộc là phải mua như cái trường hợp của thành được đây, đây, là một chiếc máy bơm này mới à, đã thay cho một bác khách ở gần nhà thì à, được khoảng độ nửa à, lửa tháng thì chiếc máy bơm lại không hoạt động thì bác có điện thành được và thành được tháo có tháo ra về để kiểm tra thì sau khi mà kiểm tra thì phát hiện ra một cái lỗi như thế này nó lại giống rất nhiều lỗi mà các các cái máy bơm cũ bị phải mà sử dụng lâu thời gian dài thì nó sẽ bị các cái cặn oxy hóa cặn vôi cặn các loại kim loại nặng trong nước thì nó sẽ bám thành cái cái mảng cái dẫn đến là các cái trục quay này nó không chạy được các bạn nhìn kỹ này đây là những chiếc trục từ rô ti của cái máy bơm đấy máy bơm nước mà sử dụng trong cái quạt hơi nước và cái máy bơm trong bể cá nó rất hay bị trường hợp như thế này trong nguồn nước chúng ta không đảm bảo kể cả nước mưa cũng bị mở nước giếng thì cực kỳ là nhanh bị luôn thì chúng ta nếu mà đo các bác thợ bác thợ thì có thể dùng cái đồng hồ đồng hồ đo điện trở đo ôm chúng ta vặn lên khoảng 2k ôm đo ôm này thì nó sẽ đo nó mờ đo hai cái đường mạch này đo hai cái đường mạch âm dương này vào trong cái máy bơm nhưng mà nó đồng hồ nó nhảy số thì là máy bơm nó vẫn còn sống máy bơm nó còn sống còn chắc chắn là nó sẽ bị lỗi ở đây thì chúng ta sẽ vệ sinh nó đi thì bơm sẽ hoạt động lại bình thường đấy trừ trường hợp là bơm nó vẫn còn sống nhá nếu mà bơm nó bị cháy bị chết rồi thì bắt buộc là phải thay mới mà thay mới các bác có thể là ra các cái lơi, các cái nơi bán linh kiện điện tử ấy, hoặc là các bác lên shopee rất là rẻ bơm này rẻ lắm Thì tầm khoảng độ nó sẽ tùy loại sẽ rơi vào khoảng độ uh, sấp xỉ trên dưới 100 000 nghìn đâu tùy loại tùy công suất thì đa phần là những cái còn hơi nước và ừ. các cái máy bơm bể cá thì nó chỉ rơi vào khoảng trên dưới 100 000 nghìn đâu Đấy, nếu mà chúng ta bơm nó bị chết thì còn bơm mà lấy đo trên cái thang đo đồng hồ vạn năng này nó vẫn sống thì chắc chắn là nó bị nó sẽ bị như thế này chúng ta chỉ về tháo ra và vệ sinh nó ra đâu tháo ra bằng cách này tháo nó sẽ xoay tháo này ra và ở trong này nó xoay lớp ra là nó sẽ ra cái trục rotary uh, đô motor này rất là đơn giản các bác về vệ sinh sạch sẽ đi cả trong cả ngoài đi Thế còn uh, với trường hợp mà cái máy bơm này thằng được mới uh, thay cho các bác gần nhà mà nó bị thì trường hợp đấy là chắc chắn là nó không phải nào bị oxy hóa như này được thì à, khi mà về nhà kiểm tra tháo ra này tháo ra này. thì phát hiện ra một cái lỗi mà không thể ngờ tới đây mọi người nhìn xem máy mới nha cái rô ti nó đã bị xước này đây, cái 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 rô chuổi cái quạt từ ấy mọi người nhìn, nhìn thấy cái bệt xước của nó khi mà tháo ra như thế này thì ở trong này có rất nhiều các 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 cái vụn sắt các cái mặt sắt nhỏ Đấy, nó làm xước hết cả cái rô ti này. Cái 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 cánh quạt từ này. Xước hết này. Do cái nguồn nước của nhà bác ý có trẻ nhỏ, không hiểu là vứt cái gì đó vào trong cái nguồn nước. Và các cái cái mạt sắt nó bị dỉ ra thì nó hút vào trong cái máy bơm. hút vào trong máy bơm này, Đấy, nó làm hỏng ấy, nó chặn lại cái rô ti này, nó không quay được nữa, Đấy, bị xước hết này. Đấy thằng đứa đã kiểm tra về tháo ra và kiểm tra và phát hiện ra là ở trong cái lõi này toàn bộ rất là nhiều cái các cái, cái mạt sắt ở trong nó bị dỉ và nó hút vào trong cái máy bơm này không hiểu kiểu gì là nó nọt, vào được cũng không hiểu nó... cái, cái nỗ này nó vẫn quá là to này các cái, cái mạt sắt nó hút vào vẫn bị hút nước theo nguồn nước nó hút vào ấy và nó nọt vào phía trong này thì nó chặn cái 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 trục quay này lúc đầu nó vẫn chạy được thì nó sẽ tạo ra vệt xước này sau đó nó nhiều quá thì nó uh, không chạy được nữa khi mà làm vệ sinh sạch sẽ xong thì cắm điện lại vẫn sẽ bình thường à, các bác để ý nhá nguồn nước của nhà mình nguồn nước màu là bẩn quá này sẽ như thế này lâu năm nó sẽ như thế này mà máy mới thay mà có trường hợp mà không chạy được thì đây có thể là do cái cái mặt sắt ở trong nó bị hút vào trong cái nguồn nước hoặc là các cái cặn bẩn nó bị hút vào nó kẹt kẹt cái trục từ này nó không quay không chạy được thì chúng ta tháo ra vệ sinh và thằng được cũng có mang cả một cái cục nam châm vào để lan nước vào thay cho bác ý đây thì sẽ dùng cái cục nam châm này khoắng ở cái đáy nước để xem nó có những cái mặt sắt nào nữa không thì sẽ lấy hết nó ra nhưng còn rửa thì không thể nào mà sạch được các cái mặt sắt đấy nó rất là nhỏ nó nhỏ như hạt cát vậy và khi mà nó hút vào thì nó sẽ dính vào đây đấy, nó mà nước bẩn ý hạt cát bẩn thì nó vẫn bị đẩy nó vẫn đẩy lên được nhưng mà sắt đây vì cục này nó là cục từ nên nó nó sẽ dính vào cục từ này và khi mà bị nhiều nó sẽ không thể nào mà quay mà chạy được và dẫn đến cái hiện trạng mà bị cháy máy thì đó là một cái trường hợp mà thành được gặp phải thì cũng muốn chia sẻ đến mọi người cách xử lý tại nhà còn bình thường thì chúng ta chỉ cần vệ sinh cái máy mà không chết thì chỉ tháo ra đa phần sẽ như thế này này nó có kết lại nó bẩn lại chúng ta sẽ tháo tháo nắp ngoài ra rất cậy nó ra cái này đều là khớp gen khớp nhựa đây là lấy cái tôi viết dẹt cạy ra là ra này sau đó là lấy cái tay nó có một cái lớp đây nữa chúng ta sẽ xoay Nghe mọi người nhìn này cái cặn này nó đóng dày cộp lên luôn này chúng ta sẽ xoay này ra và sau đó rút hết ra Để vệ sinh cái cục từ này đi này cục từ cánh quạt tất cả của cái nhựa nhớ ở đi cái cặn vôi đi cặn vôi cặn, uh, cặn sắt này đi ở trong này nữa này. Cả, cả trong nõi này thì là máy nó sẽ hoạt động lại bình thường Thế còn những cái máy mới mà mới thay ấy, mới bị cháy mới thay ấy, mà cũng gặp trường hợp không chạy các bác cũng nên tháo ra để kiểm tra xem Đấy, thường thường nó sẽ bị ở đây để cục này điện nó vào nó sẽ tạo ra từ và từ nó sẽ quay cái cánh quạt này nó lúc chúng ta bơm nước và khi mà nó bị mắc kẹt thì nó sẽ không chạy nữa chúng ta tháo ra kiểm tra để vệ sinh Rồi, cảm ơn mọi người đã xem video xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau Mọi chi tiết xin liên hệ thành được số điện thoại 094 987 0972802081. 097 Xem hàng chi tiết tại địa chỉ Lam Sơn, Minh Cường, Thường Tiến, Hà Nội Và các bác nào mà liên quan đến kỹ thuật à, Chưa am hiểu lắm thì có thể chia sẻ thêm kinh nghiệm với thành được Chúng ta cùng trao đổi Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau